Sáng nay, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam tổ chức hội thảo tổng kết chiến dịch Tôi yêu thành phố năm 2022. Tham gia chương trình Thành phố Xanh năm 2021-2022, thành phố Cần Thơ lọt vào vòng chung kết nhờ các số liệu ấn tượng trong báo cáo dữ liệu khí hậu của thành phố. Cần Thơ được đánh giá bởi rất nhiều tiêu chí, bao gồm mục tiêu tham vọng về khí hậu, cam kết của lãnh đạo, khả năng ứng phó với các thách thức trong tương lai và kế hoạch hành động khí hậu toàn diện. Sau khi lọt vào vòng chung kết chương trình Thành phố Xanh, Cần Thơ sẽ đại diện cho Việt Nam cùng với 32 quốc gia khác tiếp tục tham gia chiến dịch Tôi yêu thành phố We Love City từ ngày 19 tháng 9 đến 31 tháng 10 2022. Sau hơn một tháng triển khai chiến dịch Tôi yêu thành phố thông qua fanpage của chương trình, đã có 2.238 lượt thể hiện tình yêu đối với thành phố Cần Thơ, 440 lượt phản hồi đề xuất các sáng kiến giúp cho thành phố Cần Thơ cải thiện ở nhiều lĩnh vực.